xác định tầm quan trọng của người đứng đầu cấp ủy trong xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết thời gian qua, nhất là trước và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Hoa Lư đã điều động luân chuyển nhiều đồng chí bí thư cấp xã không phải là người địa phương. Qua hơn một năm thực hiện, các cán bộ này đã phát huy được năng lực, tâm huyết, được cán bộ đảng viên và nhân dân ghi nhận, kỳ vọng sẽ cùng với cấp ủy đưa địa phương phát triển đi lên. Là Phó trưởng phòng văn hóa huyện Hoa Lư, tháng 3 năm 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải được luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ninh Vân và tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Được đánh giá là cán bộ năng động, nhiệt huyết, nhưng việc giải quyết các vấn đề ở cơ sở thì chưa nhiều. Do đó, đây là cơ hội để đồng chí được bồi dưỡng, rèn luyện, tích lũy nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn để có quan điểm và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện hơn. Xuống dưới cơ sở đối với cán bộ thì nó cũng có mặt ưu điểm. Cái thứ nhất là một là nó không mang cái tính làng xóm hoặc là cục bộ địa phương. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có khó khăn, đó là cái việc mà chúng tôi xuống dưới này thì bước đầu thì cũng chưa quen địa bàn. Đấy. Do đó mà chúng tôi phải tiếp tục là vừa tự học bồi dưỡng nhưng mà vừa phải xuống dưới cơ sở nhiều hơn để tiếp xúc rồi lắng nghe ý kiến của nhân dân để về thống nhất trong ban thường vụ với ban chấp hành để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo nó phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cũng như đồng chí Hải, hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển, giữ các cương vị chủ chốt ở cấp xã đều có sự trưởng thành hơn. Đặc biệt, đối với những đồng chí đang là bí thư cấp ủy của một địa phương này, được điều động sang làm bí thư cấp ủy của một địa phương khác thì không chỉ mang lại luồng gió mới mà còn giúp việc lãnh đạo giải quyết công việc được mạnh dạn, quyết liệt hơn. Chúng tôi về cái đơn vị mới thì học hỏi cái kinh nghiệm mà làm việc của cái đơn vị mới. Cái thứ hai là mình có những cái tùy dư gì mới. Cái thứ ba nữa là mình phải tự hoàn thiện mình, tự học hỏi, tự vươn lên, tự khẳng định mình ở những cái đơn vị mới. Đấy, cho nên là và cũng mang những cái kinh nghiệm, những cái mà hay ở đơn vị mình đến những đơn vị mới. Đấy là sao là tổ chức những cái công tác chỉ đạo lãnh đạo ở đơn vị mới nó được đẹp hơn, tốt hơn. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hoa Lư phấn đấu có 50% bí thư đảng ủy, 50% chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Thực hiện mục tiêu này, Ban thường vụ huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành luân chuyển điều động cán bộ. Với phương châm thận trọng, từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã luân chuyển 2 lãnh đạo cấp phòng về làm bí thư đảng ủy xã, điều động 4 bí thư đảng ủy xã đến công tác tại các địa phương khác. Các quyết định được triển khai đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có lẽ cái được lớn nhất chính là cái sự nhiệt tình. Cái nhiệt tình, mang cái nhiệt tình ở nơi khác về, cũng như là mang một cái mới ở nơi khác về đối với địa phương. Không phải là người địa phương, cho nên là không có anh em, dòng tộc, họ hàng. Cho nên là giải quyết tất cả các cái sự việc trong xã là đều là giải quyết một cách là công minh. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Người đứng đầu cấp ủy có vai trò rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp trên, xây dựng nghị quyết và chỉ đạo triển khai nghị quyết của cấp mình. Vì vậy, việc chú trọng bố trí bí thư đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương ở Hoa Lư, là chủ trương giải pháp đúng, trúng, không chỉ đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, mà còn góp phần khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ, đảm bảo giữ ổn định, đoàn kết và tạo động lực mới, thúc đẩy chuyển động ở địa phương.